Trong không khí những ngày tháng 5 lịch sử, sáng ngày 3 tháng 5, Hội đồng đội quận Đống Đa tổ chức chương trình kỷ niệm 83 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh với chủ đề Mừng sinh nhật Bác, tự hào truyền thống đội tại trường tiểu học Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội. Trải qua 83 mùa hoa lớn lên cùng đất nước, lớp lớp thế hệ măng non được rèn luyện, trưởng thành đã nối tiếp nhau viết nên truyền thống vẻ vang của tổ chức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, xây dựng đội ngày càng vững mạnh, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Được sự quan tâm của thành đoàn, hội đồng đội thành phố Hà Nội, của quận ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc quận Đống Đa cùng các cấp các ngành và sự chăm lo của gia đình, đặc biệt là sự dạy dỗ dìu dắt của các thầy cô, các anh chị phụ trách thiếu nhi quận Đống Đa đã và đang tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước, lập nhiều thành tích xuất sắc và tô thắm thêm cho trang sử của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh quận Đống Đa anh hùng. Hàng ngàn đội viên nhi đồng đã nêu gương sáng, giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ các gia đình chính sách, thăm hỏi mẹ Việt Nam anh hùng. Nhiều em đã đạt được thành tích cao trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế trong các lĩnh vực học tập, khoa học, nghệ thuật, thể thao, là học sinh giỏi toàn diện nhiều năm và nhiều em đã trở thành những cán bộ chỉ huy đội xuất sắc. Chương trình là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh cho cán bộ phụ trách đội, đội viên, thiếu nhi, qua đó bồi đắp niềm tự hào, tăng cường tình đoàn kết trong thiếu nhi thủ đô, khẳng định vai trò, sứ mệnh của tổ chức đội trong giáo dục, rèn luyện thiếu niên, nhi đồng ở giai đoạn mới. Liên đội tiểu học Phương Mai đã triển khai thực hiện nhiều công trình măng non với ý nghĩa thiết thực như thư viện mở và nhà vệ sinh thân thiện. Thư viện mở sẽ là nơi giúp các em đội viên, thiếu nhi có điều kiện học tập, vui chơi, giải trí, góp phần tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho trẻ em, đặc biệt trong các giờ ra chơi, giải lao. Trong khuôn khổ chương trình, Ban Thường vụ Quận đoàn Đống Đa, Hội đồng đội quận Đống Đa đã kêu gọi các nhà hảo tâm, các liên đội trực thuộc cùng chung tay xây dựng, sửa chữa một ngôi nhà khăn quàng đỏ cho gia đình đội viên Ngô Trâm Anh có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, 37 học sinh tiêu biểu tại các liên đội là chỉ huy đội có thành tích xuất sắc trong học tập, được vinh danh tại lễ kỷ niệm 83 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Các em đều là những gương mặt thiếu nhi không chỉ luôn nỗ lực trong học tập và đạt kết quả cao, mà còn có những thành tích nổi bật trong công tác đội. Dịp này, các liên đội tham gia tích cực các hoạt động công trình măng non đã nhận giấy khen của Ban chấp hành quận đoàn Đống Đa.